Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc gọi tắt là UNFPA tại Việt Nam tổ chức lễ bàn giao các thiết bị y tế để hỗ trợ Việt Nam, đảm bảo tính liên tục và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất trong thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng số 1.071 máy nghe tim thay trị giá 130.000 USD đã được UNFPA cung cấp giúp bảo vệ cuộc sống các bà mẹ mang thai. Các thiết bị y tế này đã và đang được phân phát cho các trung tâm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện, được ưu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc và UNFPA. Bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh sự kiện sẽ bổ sung cho nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong công tác ứng phó với thiên tai, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất như lao động di cư và dân tộc thiểu số không bị gián đoạn. Phó giáo sư Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em đánh giá cao những hỗ trợ của UNFPA và khẳng định việc bảo vệ sức khỏe của tất cả người dân là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong hoàn cảnh thiên tai lũ lụt. Đặc biệt, phụ nữ mang thai, có con nhỏ tại các vùng có lụt và sạt lở đất cần được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, mang ý nghĩa tối quan trọng. Hỗ trợ UNFPA sẽ giúp hệ thống y tế cấp cơ sở có thể đương đầu với các tác động tiêu cực của thiên tai. UNFPA kêu gọi các đối tác cùng tham gia hỗ trợ ứng phó với các nguy cơ và rủi ro do thiên tai, mua sắm và cung cấp vật tư thiết yếu cho những đối tượng dễ gặp rủi ro nhất, ví dụ như phụ nữ mang thai, phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới.